Ê, chào các bạn nha. Sáng nay vô được con thỏ hành khủng, cái cúc dính của mình tập máy cũng được. Nay vô được cá khủng rồi các bạn. Đây là thỏ hành. Mừng quá. Con này cũng 7-8 lạng nha các bạn. Rồi chào các bạn nha, biết nữa mình quay cho coi, không quay cận cảnh được tại mình có tay mà không là chuyên nghiệp.